Is it on yet? Yeah, it's on. Okay. Give me 1 second. Okay. Okay, so we're set. Okay. Hi everyone. Hôm nay là cái ngày thứ ba của em Scope Week. Nó cũng là cái treatment thứ nhì của Quỳnh Vi với lại Huy Vũ. So, em Scope treatment mà làm sớm nhất á, là together là cách nhau 2 ngày. So, since Vi với Vũ là they did the em Scope treatment lần đầu tiên là ngày thứ hai tuần này. So, this is our second one. I'll get started, okay? And Tracy, you want to help me with the recording? Yeah, and then, okay. Bắt đầu đi. Okay, I'll start to share on my page first. Okay. And then, okay, so are you guys ready? Okay. Okay, ready? Okay, I'll start giving you a treatment now. Okay. Okay. Okay, so we need help to help too, and then I'll adjust it again. So I'm gonna just feel okay. 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 Thì nó cũng đau, thì nó cũng nó sore, cảm giác giống như kiểu mọi người sẽ đắp. Yeah. Tại vì nãy hồi để dưới nó strong hơn, hồi để cao lên nó strong hơn. Hello everybody, hy vọng là tất cả các bạn cũng như đồng bọn của chúng ta đã vào cái trang này. Thì cái thể lệ cuộc thi đó là chúng ta chỉ cần like cái livestream này và comment cũng như là share lại cái livestream thì là chúng ta sẽ được 3 cái entry và 3 cơ hội để mà được bốc thăm. Thì hôm nay là trong văn phòng là có vợ chồng Huy Vũ và nữ ca sĩ xinh đẹp Quỳnh Vi. Đó, hôm nay là ngày thứ hai hai vợ chồng đến để mà làm cái Emsco treatment. Một tí nữa Tracy sẽ phỏng vấn Quỳnh Vi sau khi lần đầu tiên làm thì về cảm giác như thế nào. Ok, bây giờ chúng ta gặp gỡ hai vợ chồng nha. Hold on để quay lại. Turn off the Hello, Quỳnh Vi. Hello, Tracy. Hello, everyone. Okay, so hôm nay là ngày thứ hai em trở lại, không? Để làm em cột. Sau cái lần đầu tiên em làm thì khi về thì em thấy như thế nào? Cảm giác là cái bụng nó hơi bị sore, giống như là mình làm workout rồi, giống như là sit up vậy đó. Thì ngồi dậy nó không có phải là đau nhưng mà nó hơi làm thâm tập bổ, giống như cái vị đi workout ngày đầu tiên như thế nào thì về thì cảm giác nó cũng y chang như vậy. Cái chỗ nguyên cái vùng bụng này, bụng dưới, bụng trên và bụng dưới nó hơi sore chút xíu, thì ngồi lên ngồi xuống nó hơi ẩn thâm tập bổ chút xíu nhưng mà nó không có phải là đau đớn gì hết. Ừ. Mình vẫn làm việc bình thường phải không? Bình thường, nó chỉ có sore tí thôi phải không? Nó chỉ để coi. Bên gì đó, bên văn phòng là Thảo mới vừa nhắc Quỳnh Vi là phải gỡ cái nhẫn ra đừng có để gần cái đó. Dạ, để xa ra, đừng có để gần cái máy, tại vì là có cái máy này nó dùng bằng electromagnetic, cái điện electromagnetic là cái điện Việt Nam nó gọi là điện từ á, thì nó không có được nó kỵ metal, những cái gì mà bằng sắt mà nó kỵ, nên là chúng ta khi mà làm cái chiếc mình thì không nên có những cái chẳng hạn như mà ai mà gắn cái IUD mà cái gì mà cái loại mà để mà người thai mà bằng ở trong á, em biết không, vòng tránh thai mà nó làm bằng nó có metal là không được làm cái này. Ai mà có gắn cái IUD mà cho người thai á, ở trong á là không được, và hay là ai mà đeo máy trợ tim cũng không được luôn, cái pacemaker không làm được vòng bụng, nhưng mà chẳng hạn như là làm vòng mông vẫn ok. Yeah, để chị xem cái make sure là nó chỉ có share lên trang cái trang của chị. Ok. Đó. Hôm nay là ngày treatment ngày thứ hai, mỗi cái treatment này nó là 4 lần,
thì hôm nay là ngày thứ hai và như là chắc thứ sáu là Vi với Huệ Vũ lại trở lại lần nữa. Cũng rất là nhanh. Mình là 80.000 cái sit up đó. 80.000 cái sit up trong vòng 4 tuần. No wonder why là Quỳnh Vi thấy là những người mà làm trước Quỳnh Vi á là thấy kết quả trong vòng 1 tháng hay là 1 tháng rưỡi thôi là thấy có kết quả liền. Nên Quỳnh Vi nhìn thấy như vậy cho nên Quỳnh Vi mới quyết định là rủ Vi Vũ đến đây, là tại vì hai vợ chồng thời kỳ vừa rồi ăn hơi nhiều chút xíu. Cho nên hơi lèo phèo mà cũng không có giờ đi work out nhiều, cho nên là hai vợ chồng phải kiếm đến LED để mà tìm sự giúp đỡ. Nhất là sau khi mình có con nữa, mình rất là cần cái muscle của mình, khi mà mình có con nó bị yếu đi, em hiểu không? Cái core muscle của mình là cái bụng, cơ bụng mình nó bị yếu đi. Cho nên this is very good cho những người mà mới vừa sanh con xong á, mình làm cái chút mình để nó săn lại cái cơ bụng của mình nha. Thì bây giờ các bạn thấy nó mới có còn 25 phút nữa, tại vì mỗi cái chút mình là 30 phút mà bây giờ nó lên đến 50% rồi. Lần thứ nhì thì mình thôi riết được thấy không? Nhiều hơn là lần đầu tiên. Thì đó, mọi người thấy là mình đi vẫn nói chuyện bình thường, nghĩa là không có đau đớn gì hết. Và bây giờ chúng ta xoay qua ông xã của mình đi, đó là Nam Tử Minh Vũ. Đây, thì sau cái lần trước mình đầu tiên thì khi mà em về thì em thấy như thế nào? Về thì thấy nó sore tí xíu thôi, nhưng mà không có đau bằng mình làm sit up, mình workout. Mình tự sit up phải không? Từ sit up thứ nhất là mình làm cái chừng 100-200 cái là về nó đau hơn gấp mấy lần cái này. Cho nên cái này nó work một cách nhẹ nhàng lắm. Mà mình có thể vừa làm cái này vừa làm cái gì cũng được á, không có mất giờ ra chứ. Đây, cho close up là khi mà các bạn thấy là cái em kéo cái áo lên tí cho mọi người thấy là khi mà nó contract cái muscle. Nó bị nó thay lại. Đó, khi mà nó nghe cái rè đó là nó đang contract cái muscle mình lại, nó cái điện nó làm co cái muscle mình lại. Và cứ 30 phút treatment gì nó bằng mình chúng ta làm 20.000 cái sit up thì không thể là mình làm nổi hết á. Cho nên là thì sau khi 4 lần này là em chỉ nghĩ là em không biết với Đăng Nguyên được rồi đó. Đúng rồi, được rồi. Em nghĩ được rồi. Đăng Nguyên còn play soccer every day and all that, so let's see. Rồi, tí nữa. Afterwards you can... Phải về chạy đuổi theo hai nhóc mỗi ngày rồi. Hello Jake, thank you for watching. Hello Tuyết Phương Nguyễn. Hello Trâm Quỳnh. Hello anh Chim. Anh Chim anh nói là let me know the result Huy Vũ. Biết anh Chim mà không? Anh Chim đó. Anh nói là sau khi mà làm xong thì cho anh biết cái result. Tất nhiên chúng ta sẽ có hình before and after của Huy Vũ mà. You see my before and after. Before I look like Thor from Endgame. That's before. So let's see what after is. Hello Tracy Nguyễn. Hello Tracy Lưu. Hello Jasmine. Hello chị Linda. Okay, mọi người nhớ nha. Share là một entry, comment là một entry và like là một entry, đó là chúng ta được ba cái cơ hội để mà bỏ cái tên chúng ta vào cái thùng bốc thăm để mà chúng thử cái em cho phí mình trị giá 4.000 đô. Đó. Thì các bạn thấy đó là hai vợ chồng Huy Vũ và Quỳnh Vi tới đây để làm cái treatment này thì nó không có đau đớn gì hết, và nó chỉ là cái này cũng không phải là một cách mình ăn gian á, mình không phải cần phải giải phẫu gì hết á. Ngày xưa nếu mà muốn bụng thon bụng ốm thì phải làm liposuction, right? Bây giờ thì chúng ta chỉ cần làm cái máy này, nếu mà cái bụng, tất nhiên mà it doesn't work với những người mà quá mập, nhưng mà những người mà need a little help thì nó sẽ rất là work. Với lại cả làm cái này á, cái mà em thích làm cái này là mình không bị đau lưng. Tại vì khi mà mình đi gym mà mỗi lần mình tập bụng về mình đau lưng, đau lắm, chịu không nổi. Thành ra cái này á thì chỉ có work về phần bụng thôi mà cái lưng của mình vẫn ok. Yeah. Đó là actually
what it does, it does strengthen your core muscles. So sau đó lúc mà đi workout á, it will help with cái phần đau lưng. Yeah, yeah. Yeah, so that's why. Hôm bữa em có nói là ai mà bị đau lưng á, mà đau lưng dưới á, phải không? Yeah. Thì khi mà chạy cái máy này nó cũng giúp được luôn cho cái bệnh đau lưng. À. Thì nó sẽ giữ lại cái spine của mình, right? I see. Cho nên là cái này không những là nó giúp cho cái core muscle của mình mà nó cũng giúp cho cái back pain nữa. Nếu mà ai mà bị cái đau lưng mà lưng gọi là lưng dưới á, thì khi mà nó cái core muscle của mình nó được strengthen, nó được mạnh lên thì là nó sẽ giúp được cho cái phần lưng mà nó làm cái là đỡ bớt đau lưng. Thấy cái cơ bụng nó giật không? À, này rút lên. Cái mỗi lần mà nó bây giờ là mới có 52% thôi à. 50. You feel it. Yeah. Hôm bữa là hai vợ chồng lên đến level mấy chị quên rồi. 65 này. Hôm nay chưa mới vô đã 52 rồi đó. Yeah, but it is a big difference between 52 and 62. Yeah. đây là cái máy M-Scope mọi người. Đây, đó, nó có cái tên này. M-Scope. Ha, M-Scope. Đây. Và cái setting. Ở đây là cái setting, cái đây là hai cái pedal, là hai cái bàn ủi vậy đó. Thì cái bên này là của Huy Vũ. Và cái bên đây là của Quỳnh Vi. À, đó chẳng hạn như bây giờ Huy Vũ cảm thấy là lên được rồi thì Thảo mới vừa adjust cho cái máy của Huy Vũ nó tăng cái độ nó mạnh hơn. Rồi khi nào mà Quỳnh Vi cảm thấy là ok rồi thì mới bắt đầu tăng lên. Và nếu mà ở đây văn phòng cũng có cái special, nếu mà đi một cặp hai vợ chồng hay hai người bạn thân hay là gia đình gì đó mà chúng ta có hai người làm á thì nó chỉ còn có là 6,000 thôi, là $3,000 per person thay là 4,000. Ok, so nếu như chúng ta go as a couple á, như là hai vợ chồng này nằm side by side, nằm như nằm ngoài biển đấy đó có lẽ là em phải làm gần hơn để hai người vừa nằm vừa nắm tay này, nắm tay lên. Trời ơi, vợ đưa tay ra chồng cứ lo lo nhìn phôn không đi luôn đó. Nhưng nắm tay cái nằm này làm này giống như nằm ngoài biển, phải nắm tay không nắm. Cho chị hỏi là hai vợ chồng lấy nhau được bao năm rồi, bao nhiêu năm rồi? Quen nhau là 10 năm. À, ở chung nhau được 2 năm thì làm đám cưới là đến bây giờ là được 8 năm rồi. Wow, mới đây mà tám cưới 8 năm rồi đó. Yeah. Mới đây mà lẹ quá. Đấy. Wow. 8 năm vài tháng rồi. Wow. Còn đến tháng 9 là 8 năm, còn quen nhau là 10 năm. Tôi đã nói là tính làm 10 năm anniversary á, thì phải mặc vừa áo cưới mới làm. Bây giờ Vy có khác gì đâu. Sau khi có hai baby chị thấy mình Vy chẳng khác gì hết. Body vẫn như là ngày xưa. Nghĩa là Vũ phải check his đúng rồi, Quỳnh Vy là chị thấy không có vấn đề, còn Vũ thì chị không biết. Cho nên là bây giờ em phải lo làm cái này để mà em fit into your touch. Đúng rồi, cái này hơi căng á, tại vì hồi xưa lúc mà em mặc cái touch á, hồi xưa mình không có slim fit, cho nên mặc mấy cái loại rộng thùng thình, bây giờ là mặc bó không à. À. Cho nên em phải make sure fit mấy cái suit chứ không là phải dục hết. Wow, 8 năm hai đứa con. À, rồi hai vợ chồng đều ở trong nghề hết. Giờ đây là mình phải nói là cặp đôi hoàn hảo nè. À, hồi xưa chị cũng lấy người trong nghề đó chứ, nhưng mà nó không có lát. Trời ơi, hoàn hảo thế này thôi chứ còn về nhà uống nhau đâu ai biết đâu. Cặp đôi hoàn hảo ở ngoài thôi ạ. Em thấy gia đình nào cũng phải cặp đôi nào cũng vậy. Nếu như mà có cặp đôi nào mà nói rằng là ồ, chúng tôi không bao giờ cãi nhau rồi, không bao giờ giận nhau, hay là nhưng mà cái đó nó không có thực tế. Đúng rồi, em nói đúng, không có thực tế đâu. Thật sự, nhưng mà thật sự là mỗi lần khi mà mình cãi nhau, mình giận nhau xong thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề giữa hai vợ chồng mình. Cái vấn đề chị thấy là quan trọng nhất trong cái coi như là hôn nhân hoặc là trong một cái relationship nào đó, là chúng ta cần phải communicate. Đúng, chúng ta cần phải nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cái chị nghĩ cái sai lầm của chị ngày xưa là
khi mà có chuyện gì chị không thì chị nói ra hết, chị cứ giữ trong lòng cho đến một ngày nào đó cái là mình bùng nổ là mình đứt luôn, thấy không? Cho nên là nếu mà cặp vợ chồng nào mà có thể communicate được với nhau, nói chuyện được với nhau nhiều, chẳng hạn như khi mình gặp một cái chuyện gì đó, mình ngồi xuống mình nói chuyện và mình tìm cái solution hay là mình tìm cái giải pháp cho vấn đề đó, thì là mọi người sẽ chị nghĩ sẽ rất là hạnh phúc hơn, phải không? Tức là khuyến khích là cặp vợ chồng muốn hạnh phúc là phải cãi nhau, phải đánh nhau thật nhiều để make up sex xong rồi make up rồi mới sẽ hạnh phúc hơn. Tôi thấy là relationship nào cũng vậy đó, bạn bè hay là gia đình hay là vợ chồng cũng vậy. Bất cứ có một cái chuyện gì nhỏ nhỏ đều nói chia sẻ để learn, chứ giữ trong lòng riết á, cái hồi nổ xong rồi đi luôn cũng như chịu không nổi á, đúng rồi là mất luôn, đúng rồi. Tại vì khi mà mình cứ giữ trong lòng rồi xong rồi mình từ từ mình sẽ mất đi cái gọi là cái cảm giác hả, cảm giác phải không? Cảm giác hay cái là cái từ cái là mình fall out of love hồi nào mình không hay đó. Cho nên là chị nghĩ là bây giờ sau một cái gì mình đã trải qua rồi á, so second time around will be better. Ông chỉ cần làm mang tiền về cho vợ là bảo đảm là giữ hạnh phúc rồi. Được không? Là bây giờ chị hỏi là bây giờ sẵn là rất là coi như hiếm hoi mà chị được phỏng vấn cả hai vợ chồng, thì em á là đàn ông, thì em thấy là đối với em, một người vợ hay là một người bạn gái có những cái như là em cần cái gì của cái người đó để mà để cho em trở thành một người đàn ông, cái gì là a happy man, you know. Thì phải nhẹ nhàng, dịu dàng. Wow, phải có cái tâm tốt. Em lấy cái bắt cái đó chị thiếu rồi đó, nhẹ nhàng đó là chị thiếu rồi. Ok. Dạ, rồi phải có tâm tốt, đừng có như là đừng có hại ai, đừng có giống như là mình phải cư xử cho nó công bằng và đúng lý đúng lẽ với mọi người. Có nhiều khi ví dụ như mình nghĩ mình là đúng, nhưng mà mình phải biết cách để mà mình bùi lùi lại một bước để mình coi thử cho mình có đúng hay không, chứ ai cũng nghĩ là mình đúng á, và khi mà mình sai mình phải biết mình biết nghe để sửa đổi, tức là phải biết gì đúng gì sai. Tất nhiên là đối với người đàn ông thì em nghĩ là em cần một cái người phụ nữ dịu dàng, chứ hay em có làm cái gì lầm lỗi sai đừng có la mắng, mà phải nói một cách nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng thôi là mình sẽ thay đổi liền, đúng không? Mình la lên cái là cứ làm tiếp á. Đó, các bạn nghe chưa, các bạn nữ mà đang theo dõi cái livestream này đó, đó là cái lời từ một cái người đàn ông đó, họ chia sẻ là cần một người phụ nữ dịu dàng trên, và khi mà có chuyện gì họ có làm gì sai đi cũng rất là nhẹ nhàng, chẳng hạn như đi ra ngoài mà có tán gái nào ở ngoài xong về cũng rất nhẹ nhàng, không có được la lối ông chồng, cũng có được ghen. Tán gái thì không nói, nhưng mà thí dụ như đi nhậu đi thì về nói ok thôi anh bớt nhậu đi, ở nhà đi rồi mình nhậu nhau chẳng hạn, ấy nhậu với nhau rồi nhậu nhau. I see. Rồi nói chung là cái gì em bữa nào say xỉn về là phải lấy khăn nóng rửa cái đất đó, mặt đúng rồi, phải không? Rồi đúng rồi. Nước em uống phải không? Đúng rồi. Rồi. Anh đi nhậu xỉn về phải đắp khăn rồi phải lo danh xong rồi ngày mai rồi. Như vậy là sẽ hạnh phúc liền. Như vậy là sẽ hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Tại vì đang say xỉn nhức đầu mà la làm cái gì đúng không? Để ngày mai. Ok, các chị em nhớ nha, học hỏi nha. Ok, rồi bây giờ phỏng vấn Huy Vũ rồi, bây giờ qua phỏng vấn Quỳnh Vy nè. Thì bây giờ đến phe phụ nữ của mình. Đó, bây giờ một người đàn ông như thế nào đối với em là một người ông lý tưởng hay một người chồng lý tưởng, làm sao để cho mình hạnh phúc, mình cảm thấy hạnh phúc? Em thì em thấy giống như đối với em thôi nhá, tại vì giống như là không phải là em khen chồng, nhưng mà những cái gì mà Vũ có thì may quá thì I get to marry my dream man. Wow. Tức là những cái gì mà em ngày xưa em muốn người chồng của em như thế nào thì là Vũ có hết. Wow. Thì em chỉ bây giờ mình chỉ chia sẻ là những cái cách mà Vũ đối xử với Vy thôi nhá. Yes. Thì Vũ là he loves me for who I am. Tức là trong đời sống Vũ không có yêu cầu là vợ phải đẹp này, vợ Vũ không có đặt ra một cái tiêu chuẩn
để mà bắt vợ phải thay đổi bản thân để mà theo. Nhưng mà em có phải là người phụ nữ bình thường đâu, em lúc mà Mary em cũng là một ca sĩ nổi tiếng rồi. Thì nhưng mà nói chung là có người thì nói là ồ, vợ là ra đường là lúc nào cũng phải đẹp này, tóc tai phải chỉnh chu, hay là bạn đến nhà nhậu thì là vợ phải xả thân lao vào bếp để rửa bát nấu nướng, giống như là tỏ ra là mình một con sen đảm đang đây. Hay là nói chung là phải đặt ra một cái tiêu chuẩn rồi muốn vợ theo. Có nhiều người em biết là như vậy đấy. Ồ, ra ngoài là phải đẹp, hay là ở nhà là phải thức khuya dậy sớm này. Thì Vũ hoàn toàn không như thế. Em muốn thế nào cũng được, em miễn sao em làm cái gì mà em vui thì là chồng em sẽ vui. Đấy, thì là Vũ là như thế, thì em sống Vũ hiện rất là thoải mái. Đấy, và Vũ rất là chiều vợ. Đó, hai vợ chồng hiểu nhau. Hiểu nhau, vâng. Và Vũ nhẹ nhàng lắm, không bao giờ. Có bao giờ la lối không? Không. Không bao giờ la lối không? Nặng lời với vợ, chỉ có nhiều khi em lâu lâu điên lên, thét lên này. Gào lên. Chỉ nói chung là mỗi lần lớn tiếng thì lúc nào là do mình, như nó đàn bà, như mình nóng này, nên mình cứ nóng này lên. Thì Vũ lúc nào cũng là vợ nó nhẹ nhàng thôi. Đấy, thì người đàn ông này rất là ưa ngọt. Đấy, cho nên là chỉ cần ngọt ngào thôi là cái gì là cũng, được, cũng hết. Được hết, cái gì cũng được hết. À, cái đó chị phải học của em mới được. Và bây giờ chị nói là tại vì có rất là nhiều lần Vũ đến tham dự những cái đêm MC đi, hay là những cái tiệc của các người bạn đồng nghiệp ở tại Itango, và chị thấy em ít đi với Vũ lắm, là tại vì nhiều khi còn bận con cái, phải một người lo, phải không? Thì mỗi lần mình Vũ đi như vậy đó, rồi về nhà em có bao giờ cằn nhằn không, hay là em ủng hộ cho chồng em đi ra ngoài để mà giao tiếp, rồi tại vì nhiều khi mình ra ngoài mình mới gặp người này kia, nó có cơ hội lên ăn em đúng không đó, thì có bao giờ em cằn nhằn Vũ là ô sao anh đi mình về trễ quá, tại vì em biết là Itango 2 giờ mới đóng cửa, đúng phải rồi, không đúng, nhiều khi hi về 3-4 giờ chị không biết, nhưng mà 2 giờ thì là có mặt Vũ đó đến chưa đi em, nhưng mà 3-4 giờ thì cái đó chị không biết nha. Không, nhưng mà cái này nói là không bao giờ cằn nhằn thì không đúng. Thí dụ như khi nào mà mình mệt quá, ngày mình mệt quá rồi mình, hay là có ngày sáng mai phải dậy sớm hay cái gì đó, thì tất nhiên là sẽ cằn nhằn là nó ở đi về sớm ngày mai có sức mà dậy, đúng vậy đó. Nói là không cằn nhằn thì không có, nhưng mà Vũ được cái này, khi mà trước khi Vũ ra đi á, trước khi Vũ ra khỏi nhà là Vũ làm hết tất cả mọi thứ, tắm rửa cho con ăn uống, dọn dẹp nhà cửa. Tức là bao nhiêu nhiệm vụ là làm xong hết. Rồi đến 10 giờ bắt đầu mỗi con ngủ đâu hết rồi, đặt con đi ngủ xong rồi bắt đầu mới xách xe đi. Chứ không phải là đi rồi bỏ hết tất cả mọi thứ ở đấy tung hê cho vợ làm một mình rồi đi nhậu. Không. Thành ra là mỗi lần Vũ đi thì em không có vấn đề gì hết. Với lại cả ví dụ như đi Itango này là em biết là Vũ đang ở đâu. Đúng rồi. Và Vũ được một cái như này là check in. Ví dụ như đến ôi cái đó là hỏi lại check in xong chạy đi chỗ khác rồi sao biết được. Thí dụ như Vũ đến nhà chị Chi Di nhậu đi thì nói là ok vợ ơi chồng đang ở nhà chị Chi Di nhá. Xong một hồi sau thì chuyển checking in, I'm just chuyển checking in. hay là ví dụ như sau nhà chị Chi Di đến để ra Itango chơi thì nói là ở sang đây. Không, vấn đề không phải là để báo cáo vợ, mà em chỉ nói rằng là đi đâu á thì nói cho vợ biết, thì ví dụ như có chuyện gì để mình đỡ lo, thì không? Mình biết mình đến, mình biết đường đến đó là mình chồng mình đang ở đấy, mình biết đường chạy đến cứu. Biết đường mà đến đấy mà hốt xác về. Chứ còn nhiều khi mà không biết đi đâu thì sốt ruột. Đúng vậy. Cái đấy là cái chuyện bình thường thực tế thôi, chứ còn mà nói mà chồng mình đi nhậu mà không bao giờ mình phàn nàn thì cái đấy nó không có đúng. Đó. Mà đàn ông thì nhiều khi đi thỉnh thoảng ham chơi ham vui, đúng rồi, chỉ khi thấy có bạn bè rồi thôi mà là cứ quên đường về luôn, phải không? Quên đường thì không quên đâu, nhưng mà nhiều khi làm sốt ruột á. Sốt ruột thì nhất là mình ở nhà mình phải trông con, mà trong khi chồng thì ra ngoài đó coi như là chơi bời ngoài đấy, là vui vẻ với bạn bè mình ở nhà, mình cũng nhiều khi mình cũng tủi thân, phải không? Không phải, vấn đề như thế này, nhiều người ạ mấy năm vừa rồi cứ thấy rằng là ồ tại sao chỉ có Vũ đi với Quỳnh Vi ở nhà, thật sự là em rất là lười đi chơi. Chị biết là nhiều khi mình đẻ con ra sao không được lười làm tóc, đúng rồi, make up này nọ, rồi phải dress up này nọ nữa, với lại cả ban ngày nhiều khi mình làm việc nhà xong rồi đến tối chẳng còn sức mà bước ra khỏi nhà, đúng vậy. Cho nên nhiều khi có nhiều lần đó bạn bè rủ đi chơi đi club này là em làm tóc make up để đẹp đẽ xong hết rồi, xem ngó lại em thấy ba cha con đang nằm trên giường chơi với nhau vui quá, em nói thôi ở nhà chơi cho vui, thì em lại bị Quỳnh Vi lại bị là cái là nghiện chồng nghiện con. Thành ra they are my hobby. Nhiều khi có người nói là hobby đi shopping, đi xem phim, để nấu ăn, con chồng con là hobby của em. Chồng con là vì em có một cuộc sống hạnh phúc, cho nên khi mà em nhìn cái ba cha con nằm trên giường là em cảm thấy hạnh phúc thì em mới lại
chứ chị họ chứ nếu mà trường hợp mà hai vợ chồng mà cứ lục đục suốt ngày, chị nói thiệt á, mình xách giỏ mình đi thật là lẹ luôn. Đó, phải không? Cho nên là ai cũng có trải qua những cái lúc như vậy đó chị. Mình không muốn bước về nhà luôn. Chứ đó là nói thật, thì trong cái hôn nhân nào cũng vậy á. Nhưng mà quan trọng là mình biết để mà manage. Ví dụ mình phải biết là khi có vấn đề gì là nói để giải quyết. Thì yêu, dùng cái tình yêu để mà mình hàn gắn, để mà mình learn. Thì nó mới bé rồi được. Chứ lúc mà đang bị problem vậy xong rồi cái rồi xách giỏ đi luôn, lúc nào cũng chán chán mà không có ai bước cái bước đầu để mà ráng, để mà work it out đó, hoặc là có sự kiên nhẫn á, thì rất là khó để mà giữ. Ê, cho chị hỏi nè, thường thường khi mà hai vợ chồng cãi lộn nhau á thì ai là người xin lỗi trước? Anh sai thì người đánh nhau trước thôi. Được cái là cả hai vợ chồng em thì không có cái kiểu mà cứng đầu để mà không có cái tôi, phải không? Giống như là không có bị cái tôi cao quá. Đúng rồi. Cái người này thì dai hơn tí. Thế mà ví dụ như em mà làm gì sai là giận, ví dụ giận một ngày, giận hai ngày. Em thì thường cũng chỉ cần ra cũng nói ôi chồng xin lỗi là em thôi luôn. Đó là sau một tuần nữa đúng không? Là em thôi luôn. Còn người này thì dai lắm, người dai này vợ ra xin lỗi thì cũng phải vùng vằng hết mấy ngày. Vợ tới xin lỗi cái là đẩy ra. Đó rồi, không có rồi. Cái là sai lè luôn mấy vị. Trời. Nhưng mà chẳng hạn như thường thường em hai vợ chồng giận nhau thì có làm lành liền hay không, hay là đợi một hai ngày sau coi như là cũng chiến tranh lạnh rồi mới bắt đầu mình ngồi xuống nói chuyện? Có chiến tranh lạnh chứ. À, cũng có nhiều khi nhìn mặt ấy, muốn đấm chứ không có chiến tranh lạnh được. Nhà có chiến tranh lạnh chứ. Nhưng mà cũng ráng đừng để lâu quá, với lại cả nhiều khi hai vợ chồng em hay nói rằng là nhiều khi mình giận lâu thì mình mất đi những cái giây phút mà vui vẻ bên nhau thôi, thì đứa nào sai thì xin lỗi đi. Nhưng mà thật sự cũng có những đôi khi mâu thuẫn hai vợ chồng giận nhau một thời gian rất là dài, có khi cả tuần không nói chuyện đâu, tại vì sống với nhau 10 năm mà làm sao mà không có những cái lúc đấy được. Có up có down, có những lúc mà giận nhau đến mức có những cái mâu thuẫn mà giống như hai vợ chồng nghĩ đến là tôi chắc không ở được với nhau nữa đâu, tôi chắc chia tay. Đấy thì cặp cái là bình thường, cặp nào cũng thế. Nhưng mà những cái mình nghĩ đến những cái mình nghĩ là những cái giây phút vui vẻ hạnh phúc với nhau hay là nó nhiều hơn là những cái lúc mà mình buồn thì mình cứ bù qua xếp lại thôi. Đấy mình try to work things out. Đúng rồi, thì thật tình nếu mà sao? Cái lỗi nó không quá lớn thì chị nghĩ là mình sẽ work through được hết, phải không? Chỉ khi nào mà nó một trong hai người mắc cái lỗi nó quá lớn thì mình mới đi đến cái chuyện mà chia tay. Còn nếu mà trường hợp như là những cái chuyện trong cái cuộc hôn nhân hay là một cái relationship cũng vậy, đều hai, tại vì là đây là hai người stranger, hai người hoàn toàn cái người là xa lạ và phải về ở chung với nhau. Mình sanh ra trong một gia đình mà anh em còn cãi lộn đánh lộn lớn lên từ nhỏ, em hiểu không? Không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng mà thật sự chứ nhiều khi vợ chồng mới cãi nhau những thứ rất là vô duyên. Có ví dụ như ngày xưa và cách đây độ khoảng cũng 8-9 năm rồi, chỉ vì cãi nhau một cái chuyện nhỏ với con chó ở trong nhà thôi, rồi em cứ dọn đồ ra em bỏ đi vì một con chó. 4-5 ngày chỉ vì một con chó thì em dọn sạch đồ ra khỏi nhà thôi. Nói chứ bây giờ nếu mà cứ đối xử với con chó như thế mà không đúng theo ý em, con chó cưng của em, em bỏ nhà em đi. Trời nghĩ lại rất là vô duyên. Nhưng mà những cái chuyện đó là những cái chuyện mà không thể nào tránh được trong cái đời sống hôn nhân. Nhiều nó vô cái đi ăn trưa thôi, đi ăn trưa mà mình muốn ăn phở, bà đòi ăn cơm nữa là cũng là xong rồi. Cũng có thể tôi cãi nhau được đó, không? Cãi nhau, thôi không ăn luôn. Rồi không ăn chung nhau một tuần luôn, căng lắm. Thôi bà muốn ăn cái gì là mình cứ cho bà ăn cái đó. Tất nhiên rồi, khi mà hai em mà nói chuyện thì ai can relate, thì mình cũng đã trải qua những cái chuyện rất là vô duyên, cái chuyện không có đáng gì đó. Tự nhiên là cãi nhau ôm sùm xong giận nhau, rồi xong rồi một hai ngày khi mình nghĩ xuống mình nói ủa sao mình cãi mình vô duyên vậy. Nhưng mà tất nhiên rồi, cái gì cũng vậy, nó là kinh nghiệm, đúng không? Ngày xưa lúc mà mình còn nhỏ mình hay háo thắng, cái tôi của mình nó rất là cao đó, đủ một tí không vừa lòng rồi thôi chia tay, cho nên mình nghĩ đó, đi ra ngoài không có anh thì tôi cũng có người khác, thường nó là như vậy, phải không? Nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi mình hiểu được cái cuộc sống như thế nào, tìm một cái người mà mình gọi là soulmate nó không có dễ thế nào hết. It's very hard. Nên là khi mà tụi em tìm được nhau, hai người cùng chung một nghề, hai người hiểu nhau và thương yêu nhau thì tất nhiên rồi, chúng ta đừng bao giờ
nghĩ là cái bãi cỏ bên kia nó xanh hơn đó. Đúng rồi. Cái sai lầm của rất là nhiều người. Là một xanh khác thôi chứ không xanh hơn đâu. Nhiều khi nó úa mình nó mình thấy úa mà xanh úa chứ không phải là xanh hơn. Ờ, nó úa mình nó là mình không biết. Chứ đó mình nghĩ tâm nó là the grass is greener when you water it. Nếu mình phải chăm sóc cái vườn cây của mình thì vườn cây của mình mới tươi xanh đúng không? Chứ còn không, nhưng mà giống như em nói đó, cũng may rằng là ngay từ lúc đầu mà hai vợ chồng gặp nhau là đã học đó người. Lắm tất cả mọi thứ, với lại từ cái là chồng em thì chiều vợ, không miễn sao là vợ giống như em nói vừa rồi đấy, không có đặt tiêu chuẩn là vợ phải thế này nhá, vợ phải như thế kia, hay là vợ phải giống người này, vợ giống người kia, không. Em cứ he loves me for who I am, em thế nào cũng được. Thật ra như khi mà mình là một người nghệ sĩ thì mình lấy người trong nghề chị phải nói là phải là hợp nhất luôn đó, tại vì mình hiểu nhau hết rồi, đúng không? Mình hiểu là cái nghề như thế nào, mình cũng không ghen nhiều như những cô gái bình thường khác. Thì ngày xưa thì em thấy đó, từ lúc mà chị lấy bạn Kiều thì chị còn người direct cho bạn Kiều, mình biết phải diễn như thế nào. Tại vì mình không có máu ghen, mình biết đó là chỉ là trên sân khấu thôi đó. Còn những cái mà chị không có đạo diễn chị không thấy thì chị không biết. Còn cái gì mình đạo diễn mình thấy trước mắt thì mình biết, mình không có hề ghen đó. Thì anyway thì cũng rất là cảm ơn Huy Vũ với lại Quỳnh Vi, mặc dù hôm nay đến làm đẹp nhưng mà cũng được có cơ hội cho chia sẻ những cái kinh nghiệm cuộc sống, như kinh nghiệm vợ chồng cho khán giả của LEA, Amplification của LEA, cũng giống như là khán giả của chị đang xem. Thì mọi người nãy giờ cũng đang lắng nghe và admire hai vợ chồng rất là nhiều đó. Hello chị Karen Khanh Trần, hello Tracy Lu, hello Kelly Vũ, thank you for sharing. Bây giờ trở lại, mọi người nhớ nha, chúng ta chỉ cần share lại cái livestream này và comment ở trong đây, cũng như là chúng ta click like thì chúng ta sẽ được 3 cái entry để vào mà tham gia cái cuộc thi thắng cái MSCO treatment for trị giá là OK. Thì cái treatment của Quỳnh Vi cũng với Huy Vũ cũng mới vừa hết. Thì thank you everyone for watching. Cảm ơn vợ chồng Huy Vũ cũng như là Quỳnh Vi đã cho chúng ta một cái buổi phỏng vấn rất là thú vị, phải không? Không ngờ. Không, chị nghĩ khi mà mình giúp được ai, mình có một cái kinh nghiệm gì mình chia sẻ, cái đó là em giúp được cho rất là nhiều người. Cho nên tại sao mỗi lần chị lên livestream ai hỏi cái gì chị cũng nói tối lần đầy đó là chị không có sợ, là vì chị nghĩ là những cái kinh nghiệm của mình đã trải qua mình nói ra để mình giúp cho người ta. Tất nhiên mà đừng có nói cái gì nó quá mà bí mật thôi, nhưng mà những cái kinh nghiệm cuộc sống thì chị nghĩ là ai cũng có thể mà relate to những gì các em nói. Thì anyway, so bây giờ chúng ta say bye bye và cảm ơn mọi người watching nha. Hi everybody, good chatting. Thank you Huy Vũ. Bye mọi người nha, mà nhớ comment này, nhớ share nha, để mà trúng giải nha quý vị ơi. Cái 4.000 lận đấy không ít đâu. Không ít đâu, ok. 4.000 biết không lần. Hai vợ chồng vào đây có làm có mấy cái treatment thôi, phải nói được từ tùm lum tùm la ra hết là biết rồi đó. Ok, thank you everybody for watching. Nhớ share, like and comment. And good luck to everyone. Bye bye.